Xin chào, tôi là Quang Huy và Quang Tùng. Rất vui khi được đồng hành cùng tất cả các bạn trong trận đấu tuyệt vời sắp diễn ra. Ok. Nguyễn Mạng. Sander Berger. Thomas Müller. Nguy hiểm. Sudi. Tuyệt vời. Người đội trưởng đã ghi bàn thắng rất đặc biệt. Đó là bàn thắng quan trọng. Cầu thủ dẫn dắt đội bóng vào những thời điểm quyết định và đánh dấu tầm ảnh hưởng của anh ta. Và Real Madrid đang là đội dẫn trước. Chuyền bóng lại. Sút. Nhưng quả bóng đã đi ra ngoài. Griezmann. Thomas Lemar. Mất bóng. Chỉ cần một cú tấn bóng để qua đó. Van de Beek. Tăng tốc. Và đây là cú sút. Trúng cột. Đường chuyền quá trung bình. Đẹp lắm, đánh đầu rất chuẩn. Đây đã có một cú đá tuyệt vời. Ôi, anh có cảm nhận được không? Cú đánh đầu đấy mạnh không thua kém gì một cú sút cả. Tỷ số được đưa lên 2-0. Giveres. Griezmann. Và người ấy đã lấy bóng bằng một pha can thiệp rất tốt. Thomas Müller. Tình huống lấy bóng của Godin. Thomas Lehmann. Thomas Müller. Anh có thể giúp. Vào rồi, thật tuyệt vời. Một pha mừng rất là mắt. Có được một cú hat-trick là một trải nghiệm tuyệt vời. Và anh ta đã làm điều đó. Vâng, sau khi ghi được bàn thắng thứ hai, anh ta rất tự tin là mình sẽ có cơ hội lần hat-trick. Tôi phải nói rằng đó là trận đấu một chiều. Nhưng tất cả sự tin tưởng của đội bóng đều dồn vào bàn thắng. Thomas Müller. Tiến lên đi. Thật tuyệt khi sút. Hãy cùng theo dõi cú này. Cũng kê đang tham gia tấn công. Vẫn còn nguy hiểm. Van de Beek. Anh ấy đặt rất cao. Và đó cũng là tiền đề cho siêu phẩm bằng đầu. Một bàn thắng tuyệt vời. Vô cùng dũng mãnh. Một đội bóng liên tiếp với trận đấu hôm nay, trận đấu một chiều. Một cú sút chéo góc và đó không phải là một thách thức lớn cho thủ môn. Một pha đấm bóng rất kỹ thuật của thủ môn. Đường chuyền xuất sắc. Và đó là một quả đánh đầu. Anh ấy đập rất cao. Và đó cũng là tiền đề cho siêu phẩm bằng đầu. Đó là một pha ghi bàn đặc biệt. Bóng bật lại và đi thẳng vào lưới, thật may mắn. Một thế trận áp đảo. Có thể nói là trận đấu đã kết thúc ở đây. Cứ nhìn
vào hiệp 1 thì thấy một đội đang thi đấu vào form và trên đường hai của đội kia thì cứ như đang mơ ngủ vậy. Ankyo Korea, Saun, Sanderberger, Thomas Müller đột phá rất nhanh, Sudi tuyệt vời. Đó là pha cứu lòng tuyệt vời. Vâng, đúng vậy, đó là một pha dứt điểm đẹp mắt, bóng bay vào góc xa không thành. Cứ như một set tennis trắng vậy, tỷ số là 6-0. Van de Beek. Thomas Müller. Tăng tốc. Sút vào. Bàn thắng tuyệt đẹp của Thomas Müller. Anh sẽ không bao giờ tin được là cầu thủ này có thể là một pha dứt điểm đẹp như vậy đâu anh Tùng. Không thể tin được. Đó là một pha cứa lòng xuất sắc nhất mà tôi từng được chứng kiến.